Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay, không khí lạnh vẫn tiếp tục dồn thêm xuống nước ta, những cơn mưa vẫn còn. Dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ phổ biến từ 15 đến 18 độ, trời chuyển rét, vùng núi phía Bắc có nơi rét đậm. Chỉ riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên và Sơn La ít chịu tác động của khí lạnh nên nhiệt độ vẫn cao từ 24 đến 27 độ. Quá trình tăng cường của không khí lạnh lần này cũng tác động tới các tỉnh thành miền Trung. Trong đó, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa, nhiệt độ trong ngày hôm nay ở khu vực này chỉ phổ biến từ 19 đến 22 độ. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế từ trưa chiều nay trở đi cũng nhiều mây hơn và có mưa, nhiệt độ giảm xuống còn từ 24 đến 26 độ. Các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi mưa muộn hơn, nhiệt độ chiều nay phổ biến từ 28 đến 30 độ. Dự báo trong ngày hôm nay, vùng từ Bình Định đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn có nắng cả ngày, nhiệt độ tăng nhanh về trưa và chiều. Ở Tây Nguyên cũng như phần phía Nam của Trung Bộ, nhiệt độ phổ biến từ 29 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ nhiệt độ cao hơn, dao động từ 33 đến 34 độ. Riêng một số nơi ở miền Đông xấp xỉ ngưỡng nắng nóng với mức nhiệt 35 độ. Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong ngày hôm nay, ở khu vực Vịnh Bắc Bộ và phía Bắc của Biển Đông, trong đó có vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, sẽ có gió Đông Bắc cường độ mạnh dần lên mức cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Trong khi đó, ở khu vực phía Nam của Biển Đông, trong đó có vùng biển huyện đảo Trường Sa, vẫn có gió Đông Bắc yếu chỉ khoảng ở mức cấp 3 đến cấp 4. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.